người ta ghi còn giấu nữa chứ. Nguyễn Hồng Thơ, Hòa Bình, Bạc Liêu, huyện Hòa Bình hả? Có số điện thoại luôn à? Đây là số điện thoại xài đó. Đây là số điện thoại của người anh tổng đài đăng ký cho. Đi mua nước uống. Có mua bao em không? Uống nước hòa thôi, nước súp. Em uống bia. Bia. Ừ. Mua. Nước ngọt uống thôi. Nhưng mà em thích uống bia. Anh chọn làm gì làm đấy. Em đi em bảo vệ chị chứ lỡ khi chị đi ra kia ai bắt cóc chị rồi sao? Ghê ha. Đi ra ngoài đeo khẩu trang đàng hoàng ha. Có ai làm gì đâu mà mắc cỡ. Đi từ từ thôi, đi nhanh như vậy. Đó, bây giờ chị gái chị Thơ sẽ đi xuống mua nước mời mình uống nha mọi người. Xem coi chị Thơ sẽ đi mua nước như thế nào đây. Em nói đùa thôi, em uống nước suối nha. Nước suối. Không phải uống bia đâu, uống bia xỉn nó mới đừng về đâu. Có lẽ là chị ấy cũng hơi ngại ngại. Cái kiểu cũng hơi ngại ngại. Nói chung là mình cũng không hiểu được. Có lúc thế này, lúc thế kia. Có đi ra ngoài đây thì cái cảm giác cũng rất là thẹn thùng nhá. Cảm giác ngại ngại nhá. Đây, mình đứng từ đây mình quay thôi. Công lại gần chị ấy ngại. Đó. Đó, mọi người thấy chị vô quán mua nước rồi đó. 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 Vô quán mua nước. Chào cô. Nước suối không lạnh. Em uống không lạnh. Nước không lạnh. Trời ơi, nhiều tiền dữ à. Chị mua nước mời con uống nè cô. Mua nước mời con á, có thấy không? Thấy khách VIP không? Cầm lên cho em luôn, cầm máy này sao cầm? Đi. Con gửi xe nhá. Con gửi xe nhá cô. Đi mua hai gói thuốc à? Hai gói thuốc. Ê, chị Thơ ơi. Em hỏi này. Mà sao chị hút thuốc nhiều dữ vậy? Chị có biết là cái thuốc này hút vào nó sẽ hại sức khỏe không? Con người thì không phải có món mình chơi. Mình hút không phải là mình cần đòi hỏi mình chơi. Chứ mình chơi rồi thì mình hút thôi. Ý là con người mình nghĩ chứ. Mỗi người có một cái sở thích đúng không? Ý chị là vậy gì? Hút nhiều cũng là hút. Hút ít cũng là hút thôi. Kể ví dụ như mình nói là bệnh thì đừng nên chơi nữa. À. Chị có không là dễ hiểu không? Rồi. Có nghĩa là đã mỗi người có một cái sở thích. Chơi một món thì mình không có sợ đúng không?
không phải ví dụ như không phải là cái đòi hỏi mình chơi, nhưng mà khi mình đã hút thuốc rồi mình hút nhiều hút ít đời mình chỉ nghĩ thế thôi. Dạ. Chứ ví dụ như sợ bệnh thì mình hút không, nhưng đó mà là điều tốt. Ý của em nói là chị hút nhiều như vậy nó ảnh hưởng đến sức khỏe á. Ví dụ như mình cũng hút á. Rồi em cảm ơn chị nha. Ví dụ như là mình cũng hút á, nhưng mà mình hút ít ít thôi. Mình đừng có hút nhiều quá. Rồi tạm ngưng đi. Đi làm thôi. Ví dụ như ai có thương thì cho tôi 50 trăm một hộp cơm thì ăn thôi. Còn thế thì phải quay lên tôi thế. Nghĩ thì bực bội rồi đó thôi. Hiểu rồi. Ê từ từ, vô cái đăng ký nè. Rồi chị em mình vô cái nè. Vô nha. Chúc chị mạnh khỏe nha. Cảm ơn với chai nước này. Mà có khi nào mà em uống em không hút. Có khi nào em uống chai nước này em theo chị luôn không? Chị có chơi bùa chơi ngải gì không? Có. Có hả? Chơi bùa. Bùa mới lên đây á. Chơi bùa hả? À, vậy chết cha rồi, em uống ly nước này của chị có khi em theo vậy luôn là sao? Bùa chăng lưới á. Nhưng mà thôi. Con cá này mình bắt thì bắt, con cá này mình không bắt thì mình thả gì à. Là muốn bắt con nào là bắt đúng không? Đúng rồi. Hy vọng là đừng bắt em ha. Không bắt rồi. Tại nó chưa ra. Em tại hỏi cha các anh là ngủ đi khách sạn có đi không thì chọc chơi thôi. Bây giờ lấy đâu dần nào. À. Còn hay là bây giờ còn hay là em đi vô lúc mà chị không giăng lưới đúng không? Nếu mà giăng lưới là em vô vô lưới rồi, vô chồng rồi. Mà giăng lưới thì phải ba mình phải là giăng lưới người thì mình phải lựa. Ờ. Thôi cá thì dễ thương nó cho về. Còn cá này mình muốn thấy ghét quá, thôi bắt lại. À, có nghĩa là đi săn nhưng mà vẫn có lòng từ bi. Cá dễ thương mình cho về. Ai thấy ghét là bắt lại. Đúng. Cho bỏ ghét. Còn hay là chị thấy thương em chứ. Còn chị thấy ghét em là xong rồi đó. Vậy bữa trước là chị thấy ghét nhiều người chưa? Ghét có người à. Ghét một người. Đúng rồi, thầy giáo á. Thầy giáo nào? Thầy giáo hôm qua. Ông tên gì? Hỏi sao là ông đi quay phim luôn hay sao? Ông giống cũng cầm máy giống em vậy hả? Kiểu khác không. Nhưng mà ý là cũng đi quay phim đúng không? Chả biết ông làm gì đâu, nhưng mà ông có cái đó. Có cái máy quay. Có máy quay. Ông vô ông hỏi. Nó là giáo. Để ông nói nhiều lắm á. Ghét ông đó hả? Đúng rồi. Ghét ông đó xong bắt ông đó lại. Bữa nay thôi là ông đi một con gà nướng về và mang một con gà nướng một thùng bia. Đúng rồi. Mang chưa? Chưa, ông nói ngày mai hôm qua nha, nói ngày mai 21 là anh xin lên đem con gà nướng cho em ăn rồi cho em cho chị ăn rồi em là thùng bia. Cái là hôm qua ông nói vậy hả? Đúng rồi, ghét ông lắm á. Là mới nhận lời cái thùng bia của ông á. Vậy bây giờ chị nói em rồi em về em tiết lộ thông tin ra cho người ta biết. Tại vì chửi ổng, ổng muốn chê tiêu diệt lợi chứ gì. Biết cho. Mà ông lên đây ông làm gì chị mà chị ghét ổng vậy? Thầy giáo mà. Biết rồi. Mình là cái gì. Dạ nói là ổng đi ngủ con nhỏ kia nhậu mà ổng không ngủ, ngủ mệt. Làm tiêu diệt mình. Ghét quá mình ra. Ghét quá sẽ nhậu. Hai lĩnh vực khác nhau. Mà không biết mọi người khán giả nghe chị nói chuyện có hiểu không ta? Trời.
bộ quay như thế nghe tiếng cao câu mình hỏi không nghe sao? Bởi vậy nghe mà không hiểu nó mới đau chứ. Tôi tin là mọi người sẽ hiểu hết, sẽ hiểu mà. Vậy là em hơi em chọc mà. Vậy là do em khờ đúng không? Em không hiểu. Đúng rồi, tôi vừng nở mà hỏi tôi như thế tôi chọc lên câu. Đúng rồi, vậy là do em khờ. Ủa vậy bây giờ chị ở đây thì tính khi nào đi làm lại đây? Tôi đây thì cũng chả cần giả ai đâu, tại tôi ở đây có mình mà. Nếu đây là tôi nhưng mà đi à. Bây giờ nói chuyện chị thế này này ha, nãy giờ nó cũng có lúc đùa lúc thật ha. Nhưng mà bây giờ nó nghiêm túc này. Bây giờ ví dụ như chị ở đây thì em thấy nó rất là nguy hiểm. Bây giờ ví dụ như chị ra ngoài chị ở trọ đi, em sẽ hỗ trợ chị 1-2 tháng tiền trọ ban đầu lúc mà chị thuê làm, chị đồng ý không? Nó sẽ an toàn hơn. Khi nào chị đi làm chị có tiền rồi thì tự chị trả, tại vì chị có sức lao động mà. Không, tại vì biết sao, ví dụ như tôi nói nha, yeah. Nói ra tôi nói thật lòng quá nha, trong lòng của tôi á. Rồi mọi người giúp tôi 2 tháng khi tôi chưa có việc làm. Đúng rồi, em sẽ giúp chị. Thì tôi trong người tôi cũng phải là phải suy nghĩ tôi lớn mà. Ý nghĩa là mình phải ở trong phòng, mình phải có tiền xài. Nên tôi nghĩ là chỉ nghĩ thống chứ thì nó là thôi, ví dụ như mấy anh hơn thì cho 100 ngàn để tôi sống ở đây đi. Chứ đi vô phòng phải có điều kiện khi mình chưa có việc làm. Bây giờ nói chị nè, 100-200 ngàn là nó là chuyện nhỏ thôi. Em có thể giúp cho chị 100-200-500 cũng được. Chứ vô phòng thì đã tốn cho tôi là 2 tháng thì đã 2 triệu rồi. Còn đâu phải là người lo cho tôi hết chu toàn được mọi thứ để tôi sống hoàn tất được 2 tháng khi chưa có việc làm. Ừ thì tôi sau điều đó tôi đôi khi tôi cũng không tìm chọn. Bây giờ sau 2 tháng chị có việc làm rồi thì chị tự lo cho bản thân chị, tại vì chị có sức lao động đúng không, chị có sức khỏe thì chị cũng như mọi người thôi, cũng phải đi làm kiếm sống. Thì em giúp cho chị 2 tháng trước mắt là hiện tại chị chưa có điều kiện. Chứ bây giờ chị ở đây á, ở được ok không có chuyện gì hết, nhưng mà lỡ khi có chuyện gì nó không may xảy ra thì sao? Là sao? Đúng. Sức khỏe con người nó đâu có chờ đợi đâu. Đúng rồi. Mà khi đã làm như vậy mà tôi đã lên đây nhiều lần rồi chứ đâu phải là một lần này là điều lần duy nhất đâu. Rồi. Mà đã làm như vậy từ lúc tôi 28 từ tới bây giờ đã bao nhiêu lần. Rồi sức khỏe lúc nhỏ nhỏ đó nó đã mạnh hơn lúc này. Đúng rồi, chính mà xác. Mà làm như thế tới lúc nào mới nghỉ. Rồi tới lúc đó tôi để tôi làm gì? Và mấy người khác đã quán cây sò nói bò là tôi nghĩ ra cái câu. Thì bây giờ cái chuyện nó qua rồi thì đừng có nhắc lại nữa. Không, làm chuyện làm nhắc, việc khác. Mà người ta đà thì mình phải nói. Tại vì mình phải tự mình á thì mình nói cho ai nghe. Người ta đà mình đà tới lúc mà mình là không nổi cho bò chứ gì mình phải hiểu. Nhắc em nhớ. Ý là em nói bây giờ nó có nhiều chỗ làm, ví dụ chỗ đó đúng không? Vì làm không có nghĩ người ta ức hiếp mình đúng không? Thì mình không làm nữa, mình đi làm chỗ khác, có rất là nhiều công việc để làm mà. Nhiều công việc lắm, đâu có sợ gì đâu. Chị hiểu ý em nói không? Tôi đâu có sợ đâu. Ừ. Tôi nói là ông ngoài cả năm trời tôi đi chơi như thế. Và tôi cũng đã nhận một chương trình đã đưa tôi đi vô massage, tôi cũng đã làm. Đi đâu? Ở bên massage hả? Massage. Massage hả? Tôi nhận ngày đó là đầu năm nay đó. Tôi làm đã 2 tháng mà tiền tôi cũng nhiều lắm đó. Phải là phe không có bằng ai đâu. Rồi em hiểu, nói chung là cũng có tiền đúng không? Có tiền. Làm của nó có tiền mà. Nhưng mà tiền cũng phải là bằng bạn mình. Nhưng mà nhiều. Nhưng mà phũ phàng. Phũ phàng. Bây giờ á, cái lời đề nghị của em á, chỉ có xem xét không? Có suy nghĩ lời nói của em nãy chưa? Chị trả lời sao? Nói em biết nào. Bây giờ giúp ở đây. Biết rồi, nhưng mà ý bây giờ giúp ở đây giúp làm sao? Giúp làm sao? Anh có gì anh giúp được thì giúp, không được thì thôi, chứ tôi không có. Trời, tôi nói vậy đó, tại vì vô phòng tôi phải còn phải là lo sắm.
ở trong phòng mà nhờ ai nữa, tại mình vô phòng mình phải tự, mình phải có chi phí mình sống, vô phòng mình nhờ ai nữa. Không, ý của em nói là bây giờ ví dụ mình vô phòng không nói đàng hoàng người ta còn kiếm chuyện dữ. Bây giờ ví dụ nhá, chị vô phòng là chị có chỗ ăn, chỗ ngủ nó an toàn, ha, điện nước, tắm rửa sạch sẽ, đúng không? Tắm rửa sạch sẽ nó đẹp nó mới xinh gái được chứ, chứ để người chân tay mũi chích tay le vậy thì mất đẹp gái rồi. Thì bây giờ hiện tại chị chưa làm được đúng không? Mình cứ ở nhà thôi cũng được. Một tháng, hai tháng sau khi mình ổn định tâm lý xong á, thì mình đi tìm việc đi làm. Thì khi đó thì chị đi làm được thì chị sẽ lo được cuộc sống của chị rồi. Hiểu chưa? Đó. Còn hiện tại em có thể giúp chị một tháng, hai tháng tiền nhà, cho chỗ cho chị ăn gọi là an toàn. Chứ bây giờ chị ở đây á, các kiểu thành phần chị biết được không, nó rất là nguy hiểm, rồi xịt kê rồi các kiểu vớ vẩn nữa. Người bình thường thì không sao nhá, còn ví dụ như nó bệnh hoạn là sao, nó có phải nguy hiểm đến mình không, hiểu ý em nói không? Đó, ý là như vậy đó. Chứ còn bây giờ giúp chị ở đây á, bây giờ đưa chị 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu thì chị vẫn nguy hiểm. Giờ chị cầm 100 triệu ở đây chị vẫn nguy hiểm, mà ở đây càng nhiều tiền càng nguy hiểm. Có tiền thì đến đây cúng kiến hay là tham quan chơi, thích ở đây mình ở đây một đi lát thôi, chứ chẳng ai muốn mình ở đây lâu đâu. À, hôm qua đi nhà nghỉ hết. Có tâm nguyện hết. Hôm qua đi nhà nghỉ hết. Hôm qua đi nhà nghỉ hết mấy trăm? Mỗi một đêm có 100. 100 hả? Ý là hôm qua thấy mệt. Mấy món từ xa. Mua cái gì? Mua điện thoại. Mua điện thoại chưa? Đâu? Chứ mua cái gì? Mang em xem nào. Nhiều đồ chơi phết đó nhỉ. Xin gôm với lại cái gì ấy? Cuốn đó cuốn gì á? Để uống chuyện thôi, tại mua mấy cuốn này. À. Một cuốn sổ. Đó. À. Và một cái cuốn yoga giúp bạn luôn trẻ tươi. À. Một sách luôn. Sách này 46 ngàn à? 30. 30 người ta giảm giá. Ở đây thì em thấy ghi 46 này. Yoga. Ghê, tập yoga luôn. Đâu xem một cuốn này coi. Hôm nay là ngày 20 bao nhiêu ta? 24, 25 gì á. Để từ từ để em ngưng phát em xem nào. Hôm nay là 25. Chị làm gì ạ? Ghi 25 là ngày gì vậy? Tới đó, tôi xếp cậu con hàng tháng tới tao chứ rồi. Hả? Tình dấu ngày 25 làm gì? Mình nhớ nhà, mình ghi gì đó. Hôm nay là 25 là thứ hai á. Tháng này đúng chưa? Ờ, tháng 7 đúng rồi. Tháng 7 á. Chị biết cái này là tháng mấy không? Tháng 8 hả? 8. 9. Cái này tháng mấy? Biết tiếng Anh không? Không biết đâu, nhưng mình biết, nhưng biết. Cái trước này ghi cái gì rồi xem nào. Trước này là năm rồi thôi. Và ba cái này thì em nhưng mà đi đọc đấy. Là cái gì? Cái này đọc là set set đây hả? Này đọc sao? Đọc đấy. Hả? Để biết có học không, tôi thì đọc đúng thôi, tôi đâu có học đâu. Chị học tiếng Anh không? Ờ, em xem cái trang đầu này ghi cái gì đây. Kể người ta. Ghi là còn giấu nữa chứ. Nguyễn Hồng Thơ, Hòa Bình, Bạc Liêu, huyện Hòa Bình hả? Có số điện thoại luôn à? Đây là số điện thoại xài đó. Đây là số điện thoại của người anh tấm đài đăng ký cho. Bây giờ đang xài số điện thoại này gì? Đúng rồi, có điện thoại là xài này. Nhưng mà có điện thoại chưa? Có điện thoại chưa? Chưa. Làm gì gần quá vậy? Nhưng xem số điện thoại mà xem qua những anh đẹp bí trai nào. Bí mật của người ta tại sao? À, bí mật ở thế thôi. Bí mật không bật mí thì thôi.
tự cho chứ tự ai mình quay như quay về lộ liễu quá đúng không? Vậy xin lỗi chị nha. Bây giờ em xin số điện thoại cho không? Số điện thoại chị á? Chưa có máy mà cho gì? Có sim mà không có máy. Đúng rồi. Thế sao không mua cái điện thoại cùi bắp 200-300 gì xài nữa đi? Chưa đây có điện đâu mà xài. Đây. Hồi nãy đi mua nước á thấy cầm tờ 500 ở đâu ra ai cho vậy? Đây đâu hay vậy? Dành 8 mất tiền. Cái gì? Dành 8 mất 500 tôi để dành nữa hả? À của chị để dành hả? Để dành trước kia hả? Nhìn thương quá. Một cô gái 39 tuổi nhưng mà nhìn cũng giống như là một thiếu nữ hai mấy tuổi thôi. Bữa nay còn mua sổ sách và viết đỏ đàng hoàng luôn. Rồi mua cuốn sách tập yoga luôn. Giờ thì không biết làm sao luôn á. Vậy bây giờ chị chốt lại cái phương án của em hồi nãy chưa? Nãy 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 chị nói lòng vòng rồi cuối cùng chị cũng chưa chốt. Bây giờ nếu mà chị muốn em đi tìm phòng trọ cho chị luôn. Chứ chị cứ đòi tiền để đây bao nhiêu tiền cũng hết à? Không phải nó tiền đâu, nó giúp cho chừng nào giúp thôi, ai nợ tiền. Bây giờ giúp luôn, buổi chiều nay luôn, hoặc sáng mai cũng được, tùy chị sắp xếp. Người ta hết. Tôi nói giúp chừng nào giúp thôi. Cái trả lời nãy giờ cứ trả lời. Người ta. À, em xin lỗi chị. Thôi, không có xin lỗi, phải gì đâu, trả lời nha, chơi mà. Không ai la đâu, xin lỗi. Em hơi lớn tiếng tí rồi chứ không phải la. Tại vì nó thẳng chị này, cái hoàn cảnh, mỗi người có một hoàn cảnh sống nó khác nhau. Ha? Nên là nói chung là em cũng thấy một cái con người đang như vậy rất là tốt. Nếu như mà tiếp tục trong cái điều kiện sống tốt, công việc tốt thì người ta sẽ vượt qua được những cái khó khăn đó. Ngẩng mặt lên nào, nói chuyện mà quay đâu ấy. Anh tên gì vậy? Để em nói chuyện với em, nói chuyện với chị hết á. Em tên Huy. Còn khi á một con người mà đang gặp khó khăn, nếu mà không ai cứu vớt họ thì họ sẽ xa vào cái vũng lầy. Em chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy thôi. Còn trước đây á, còn chị làm cái gì, công việc của chị như thế nào thì em không cần quan tâm, không đặt nặng những vấn đề đó. Chỉ hiện tại thấy bây giờ chị đang rất khó khăn và muốn giúp đỡ chị như vậy thôi. Còn trước nay chị làm cái gì đó là chuyện của chị. Còn bây giờ chị đang như vậy, nếu như mà không ai giúp đỡ chị sẽ xa vào vũng lầy. Và khi mà đã tụt càng sâu thì nó không thể đứng dậy được. Như khi mình làm, khi mình đã hiểu không? Phát triển cuộc đời như thế thì mình giờ mình chứ khi làm mình so giờ mình có phải là mình muốn cũng như tâm ý mình muốn là mình có sống muốn sống đầm ấm hạnh phúc gia đình tiếp tục nữa hay không, là mình lấy có muốn như thế thì mình sẽ suy nghĩ gì công chuyện mình làm khác.